Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh An Giang tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân 2024, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tổ chức các biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển về quê nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới. Theo đó, đợt cao điểm chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024. Giai đoạn 2 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024. Giai đoạn 3 từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, tức là từ 29 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Mục tiêu của đợt cao điểm là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cả lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đua xe trái phép. Nội dung cụ thể gồm tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ đợt cao điểm nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn như không lái xe chạy quá tốc độ cho phép, không lái xe sau khi uống rượu bia, không chở hàng hóa quá tải, đội nón bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Trên đường thủy mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, không chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm trên các phương tiện, cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, tập trung kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, tùy theo tình hình thực tế địa bàn, thời gian cao điểm. Trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cần tập trung xử lý cho các đối tượng và địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa do điều kiện an toàn của bến, điều kiện an toàn, kỹ thuật của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông. Ngoài ra, cũng tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, tuyệt đối không để ùn tắc giao thông trong dịp Tết. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến địa bàn giao thông, bố trí lực lượng cảnh sát tăng cường công tác nắm tình hình trên những tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phát hiện đầu mối vụ việc để đề xuất kế hoạch đấu tranh phòng chống đua xe trái phép, cướp, cướp giật, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ qua biên giới, vân vân.